Hey, xin chào anh em. Xin chào mọi người. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến tham dự chương trình của ngày hôm nay. Để mình reset cái đồng hồ một cái. Thì mọi người có thể ấn cái đồng hồ trên này không? Đồng hồ này là 60 phút. Thì mình hy vọng chương trình sẽ kết thúc trong 60 phút và có thể truyền đạt được đủ các nội dung đến mọi người. Cho nên để set up cái đồng hồ này để nhắc là không có bị nói dài lan man quá, nhưng mà rocker hôm nay nó to và nó rộng cho nên không biết là 60 phút có kịp không. Hy vọng kịp giao lưu với anh em. Trước hết xin cảm ơn anh em đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Thì mình có một cái trang này để mà giao lưu với mọi người. Thì mọi người scan cái barcode ở đây nè. Mọi người scan cái barcode ở đây vào cái trang slido.com á, rồi nhập cái mã 22094 để mình đặt câu hỏi giao lưu nha. Trong đó mình có tạo ra một số cái trò chơi câu hỏi nhỏ nhỏ thì mình cùng nhau tương tác qua cái trang slido.com. Đây, slido.com, vô đi anh em. Nhập mã 22094 nha. 22094. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ nhập mã 22094 giúp mình nha. Ừ, để lại đẹp nè. À, rồi nhập vô slido.com, gõ mã 22094, đặt câu hỏi cho mình ở bên này, bên này, bên này, bên này. À, thì hiện tại đã có 6 bạn đặt câu hỏi rồi. Mình sẽ sau cái phần giới thiệu qua về Docker thì mình sẽ trả lời những câu hỏi ở đây và mình cùng nhau giao lưu những trả lời những câu hỏi khác nha. À, rồi xin mời mọi người vào slido.com. Thì trước hết mình sẽ quay lại một tí. Mình sẽ quay lại cái này một tí. Mình sẽ chờ trong vòng 5 phút để cho mọi người đến đông đủ nhé. À, hiện tại bây giờ là 9 giờ 2 phút. Mà biết không, đêm qua thấy nhiều người đăng ký chương trình quá cho nên phải thức tới 2 giờ sáng để chuẩn bị nội dung cho nó em. Hy vọng là nói mấy bạn nghe mấy bạn thích. Bây giờ mắt bụp hết trơn nè. Không biết có anh em nào ở đây vào. À, xin chào Trọng Đào. Xin chào JS. Xin chào Lê Hiếu. Xin chào Thanh Vũ Lê nha. Chào Dũng Bùi. Không biết ở Việt Nam hôm nay thời tiết như thế nào, có nóng không? Thường thường cuối tuần mọi người ra ngoài đi chơi rồi cà phê bạn bè, nhưng hôm nay và anh em ngồi ở đây lên coi chương trình là chắc toàn là thứ dữ không à nha. Không ai chịu đi chơi mà ở nhà nghiên cứu công nghệ là mọt sách ở đây hết rồi. À, chào Bưu Nguyễn, chào Xin, chào Tài Kim, chào Dũng Bùi. À, bạn vừa mới đi chơi về luôn hả? À, cảm ơn bạn hóng chương trình quá nha. Mình cùng nhau đợi thêm khoảng 3 phút để mọi người vào đông đủ. Lê Văn Hiếu, FA đi chơi mới vui Hiếu. Cách đây 5 năm hồi đó mình cũng FA, chưa có lập gia đình, đi chơi suốt ngày luôn. Thứ bảy nhật đâu có ở nhà đâu, sống ngoài đường không à. Sống ngoài đường 10 giờ bắt đầu mới đi ăn với bạn, xong rồi 12 giờ mới đi nhậu. 3-4 giờ sáng mới về tới nhà thì say mất tiêu rồi. Đi chơi nhiều vậy mới không biết có vợ được nha. Chứ ở nhà làm công nghệ là chỉ có giỏi thôi chứ không có vợ được. Rồi có một số bạn nói mình giới thiệu thì mình xin giới thiệu, mình là kỹ sư phần mềm, tên là Tựa, những cái tên rất là quê ha, nhưng mà mình học trường tự nhiên, trường khoa học tự nhiên ra và chuyên về chuyên ngành kỹ sư phần mềm. Thì rất là may mắn là sau khi ra trường thì mình làm đúng việc và mình làm trong ngành phần mềm đến nay chắc cũng hơn 7 năm rồi, gần gần 8 năm. Trước đó thì từ hồi ra trường thì mình bắt đầu làm đủ thứ chuyện hết, làm từ front end, back end, làm web game luôn, rồi thiết kế hệ thống. Mình thường mình được cái may mắn là mình không có rơi vào những công ty bự như là FPT hay là Viettel quá lâu, cho nên
cái thời gian mà mình bị gọi là thì thường mình làm ở một cái nơi nào nó to á, và nó an toàn á, lương tốt á, thì mình sẽ không có muốn thay đổi. Thì được một cái là mình thường làm cho mấy công ty startup nhỏ nhỏ và nó bấp bênh lắm, thì trong cái quá trình làm việc nó như thế, cho nên là mình phải vận động rất là nhiều, tích lũy kinh nghiệm rất là nhiều, cho nên mình cảm thấy là sau 7 năm mình lăn lộn với lại startup thì mình cảm thấy mình có được một cái nguồn kinh nghiệm khổng lồ. Nó chân thật là như vậy. Năm ngoái mình có qua Canada và hiện tại mình đang làm DevOps Engineer, kỹ sư về DevOps cho một công ty công nghệ lớn tại Canada. Nếu không muốn nói là lớn nhất thì không phải là lớn nhất mà nó là fastest growing company. Nó được nhận được vốn đầu tư rất là nhiều. Hôm nào mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái công ty mà mình đang làm hay là cái nghề mình đang làm về DevOps ha. Ok, rồi. Hiện tại bây giờ đã là phút thứ năm, mình cùng nhau bắt đầu chương trình nhé. Để không bị tránh mất thời gian. Hiện tại, để xem nào, xem nào. Xin chào các bạn nha, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đã có 6 câu hỏi. Mấy bạn vui lòng đợi tí nha. Mình giới thiệu qua về cái Docker trước và những cái bí ẩn mà hôm nay mình muốn nói cho mọi người biết trước. Rồi mình mới trả lời câu hỏi sau, chứ để tránh nó bị phân tâm, nó bị rời rạc cái chương trình. Thì chương trình ngày hôm nay mình biết được là rất là nhiều anh em ở đây đều đã và đang làm Docker, làm hàng ngày luôn. Cho nên mình không có ý định giới thiệu Docker là gì, mình cũng không có ý định sẽ giới thiệu cú pháp của Docker hay là làm sao để mà xài Docker, chạy một cái image nó như thế nào. Những cái đó cơ bản và mọi người đều biết rồi, mình không có nói lại chi mất thời gian. Nhưng mà hôm nay mình sẽ gọi là debunk á, mình giải mã những cái bí ẩn, những cái nhầm lẫn mà mọi người vẫn thường mắc phải, vẫn thường nghĩ về 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 Docker. Thì nếu anh em ở đây đang vào cái trang slido.com này rồi thì mình cùng nhau chơi cái trò này nha. Rồi, mọi người vào trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Khi vào trang nó sẽ có một trả lời câu hỏi đó. Thì khi nói đến Docker, bạn nghĩ đến cái từ khóa nào đầu tiên? Thì thường thường khi nói đến Docker thì chắc mình nghĩ đến từ khóa cloud nè ha, rồi ảo hóa nè ha, virtualization này nọ. Thì mọi người thử gõ vài cái từ khóa vào để xem thử là mọi người nghĩ đến từ. Ok, container. Đồng ý, đồng ý. Khi mình nghĩ đến Docker thì từ khóa đầu tiên mà mình nghĩ đến container, image, chính xác. Đây thì như mấy bạn biết đó, Docker nó là một cái phát minh ra đời vào năm 2013 bởi công ty Docker, và người lập trình viên mà phát triển đầu tiên là Solomon Hayek. Thì ông Solomon Hayek này là ảnh mới tham dự cái chương trình là Y Combinator Startup Summer vào năm 2010 ở Silicon Valley á. Thì ngay lập tức cái buổi Startup Summer đó, anh Solomon Hayek anh tham gia thì anh mang lại rất rất nhiều cái sự chú ý từ những cái lãnh đạo Internet, đây là những cái người đứng đầu Internet, ví dụ những công ty ví dụ như IBM, những công ty ví dụ như Red Hat, những công ty chuyên về server á. Thì ngay lập tức họ 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 đón nhận, họ nhận ra cái tiềm năng của Docker ngay, và họ cùng nhau rót vốn đầu tư và cũng như là đóng góp vào trong cái mã nguồn của Docker. Thì thật sự cái lịch sử của Docker nó cũng dài, nó chỉ 7 năm thôi, từ 2013 tới giờ là 2020 là 7 năm, nhưng mà nó cũng một cái lịch sử rối rắm và dài. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ chút chút về cái lịch sử của Docker để mà mọi người cùng nhau biết. Hiện tại thì rất là nhiều bạn đã trả lời câu hỏi anh, đã chọn từ khóa, và cái từ khóa mà mọi người nghĩ đến nhiều nhất đó là container. Yeah, container, chính xác container. Khi nói đến Docker là mình nghĩ ngay đến container đúng không? Có những bạn khác comment là virtualization, hay là swarm, hypervisor, shared resource, Dolphin. Ở đây mình không biết Dolphin là cái gì, các bạn đã biết Dolphin là cái gì không nào? Cái gì mình không biết thì mình nói mình không biết thôi. Dolphin nghe giống tên của cái hệ, một cái hệ điều hành Linux nhỉ. Anh em có biết không? Comment vô trong cái chat livestream luôn nè. Rồi. Thì chính xác như trên cái quật cloud mà mình đang nhìn trên màn hình này. Container là cái từ khóa đầu tiên mà mình nghĩ đến khi mình làm Docker. Vậy thì
Mình cùng nhau đến với slide đầu tiên. Rồi. Mình không biết làm sao để full screen cái này ta. Đây. Rồi, xin chào mọi người. Thì mình xin trình bày cái slide nhanh kể về cái lịch sử cũng như những cái một số cái điều bí ẩn mà mọi người ít biết đến về Docker hơn là hướng dẫn mọi người thực hành Docker nha. Với slide đầu tiên thì mình muốn đi ngay vào cái việc gọi là những cái sai lầm và những cái hiểu lầm mà mọi người vẫn thường nghĩ về Docker. Đó là cái đầu tiên là mọi người hay so sánh nó với virtual machine. Cái virtual machine á, nó khác với cái Docker, nó đều là giải pháp ảo hóa nha. Docker cũng là một giải pháp về ảo hóa, rồi virtual machine cũng là một giải pháp ảo hóa nhưng mà nó khác nhau. Cái virtual machine được hiện tại thì nó được đi dẫn đầu bởi VMware và một số công ty khác như như là IBM, thì họ có những cái giải pháp về ảo hóa để tạo ra cái máy ảo. Máy ảo là sao? Máy ảo là có một cái máy vật lý thiệt bự là bự, nó RAM nó to, rồi CPU nó nhiều, thì bắt đầu người ta mới cài cái máy ảo lên. Lạnh máy ảo thực ra cũng là một cái phần mềm thôi, nhưng mà cái phần mềm này nó tương tác được với lại cái phần cứng và nó có khả năng nó chia sẻ phần cứng để nó tạo ra những cái nguồn tài nguyên ảo. Ví dụ như là thay vì một cục RAM 8 GB thì nó cắt ra thành thành là hai cái RAM 4 GB rồi nó share cho hai cái máy ảo, đúng không? Thì VMware và IBM họ giờ giới thiệu ra cái giải pháp ảo hóa này, nó toàn diện ở chỗ là nó cài được một cái hệ điều hành thiệt là nó luôn. Nói chung là nó y chang như một cái máy thật, nó không khác gì một cái máy thường hay, nó chỉ khác là nó không có phần cứng thôi. Phần cứng nó dựa trên một cái máy host thiệt. Đấy, thì đó là về về VMware, về virtual machine. Nhưng mà Docker thì khác. Docker nó không có một cái phần mềm ảo hóa chuyên biệt, mà bản thân Docker nó chạy trực tiếp ở trên host, chạy trực tiếp trên cái máy vật lý đó, tức là cái máy vật lý xong rồi cài hệ điều hành lên thì Docker chạy trực tiếp trên cái hệ điều hành đó. Lý do chính là Docker nó share cái lõi của hệ điều hành, nó tương tác trực tiếp với hệ điều hành luôn. Nó vừa sử dụng cái hệ điều hành để nó yêu cầu những cái resource, ví dụ như là input output RAM, các cái quản lý tiến trình là dùng hệ của trực tiếp của hệ điều hành luôn, chứ nó không có ảo hóa thành một cái riêng biệt giống như cái máy ảo VMware. Đó là cái khác biệt đầu tiên. Cái thứ hai là cái tên được gọi Docker. Thì mọi người thường hay nói Docker rồi phần mềm Docker, công nghệ Docker, nhưng thực ra Docker là cái tên của cái công ty. Docker là tên của cái công ty tạo ra cái phần mềm Docker. Tạo Docker không phải là tên của một cái công nghệ. Docker là tên của cái công ty và tên của một cái phần mềm để xử lý cái công nghệ gọi là container, chính là cái từ khóa mà nhiều nhất mà anh em chọn lúc nãy đó. Thì xưa nay mọi người hay nói tắt là Docker, nhưng mà thật ra container mới là cái công nghệ đứng sau. Container nó là một cái công nghệ toàn diện, và Docker chỉ là cái công cụ, cái phần mềm để mà chạy Docker mà thôi. Tiếp theo, nhiều anh em đã biết đến Docker thì lại nghĩ Docker là một chính là một mình một ngựa sáng tạo ra cái container, nhưng mà không phải vậy. Docker thật sự là người một trong những người đầu tiên tiên phong mà đưa ra cái giải pháp về container, nhưng họ không làm một mình. Bởi vì sao? Bởi vì có hai vấn đề chính. Thứ nhất, Docker là một cái mã nguồn mở. Ban đầu họ cũng là mã nguồn đóng, nhưng mà sau họ mở chỉ một thời gian chưa được năm sau thì họ mở mã nguồn, cho nên là rất là nhiều lập trình viên trên internet cùng tham gia đóng góp. Cái thứ hai là Docker là họ nhận được cái contribute từ rất nhiều công ty khác nữa, kể cả tiền bạc vốn và về mã nguồn luôn. Thì thật ra cái container này nè, nó không phải là cái gì mới mẻ mới 7 năm trước đâu. Trong container nó được release bản đầu tiên và Docker release bản đầu tiên vào năm 2013, nhưng nó không phải là cái gì đó mới đây 7 năm trước, mà nó đã có xuất hiện từ 40 50 năm trước rồi. Đầu tiên năm 1979 thì trên hệ điều hành Unix á, người ta đã đưa ra một cái tool gọi là CH root
nghĩa là trang root. Trang root là sao? Trang root có phần cái tool này nó cho phép nó thay đổi cái thư mục gốc của cái user đang sử dụng. Khi mà mình không biết xài cái này nhưng mà mình hiểu nó, tức là bởi vì khi mà mình ngày xưa người ta bắt đầu có ý tưởng là làm thế nào để phân chia cái tài nguyên của một cái máy tính cho nhiều người dùng rồi, chứ không phải đến ngày hôm nay người ta mới có ý tưởng đó nha. Tại vì máy tính ngày xưa nó đắt đỏ lắm, đến những năm 79, năm 1979, năm 79, chín năm 80, cái máy tính nó to như cái nhà mà đâu phải nhà nào cũng có, thì người ta bắt buộc phải nghĩ ra cái cách để mà người ta share cái tài nguyên đó cho người dùng. Lúc đó máy tính thương mại chưa có máy tính cá nhân như bây giờ, thì cái ý tưởng mà chia sẻ tài nguyên nó đã có từ những năm 79 rồi, là 40 năm trước rồi. Thì tiếp theo về sau này những năm 2002 á, thì lập trình viên là Al Vero và sau đó là rất nhiều người khác nữa đóng góp vào cái Linux kernel, một cái tính năng gọi là namespace. Cái tính năng namespace này á, nó giúp cho quản lý cái tập tin, gọi là quản lý cái vision của người dùng á. Thì khi mà người dùng họ được cấp phát một cái namespace á, thì cái user ở trên Linux đó họ chỉ được tương tác và sử dụng file cũng như một số cái tài nguyên về về network, về 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 data riêng lẻ ở trong cái namespace đó mà thôi. Ừ. Cho nên là khi mà sử dụng namespace như vậy, nó giúp cho cô lập cái namespace, cái tác dụng chính của nó là cô lập, thì nó sẽ không có bị gọi là trộn lẫn giữa các người dùng khác nhau. Khi mà chia sẻ một chung một cái máy tính á, thì đó, cái namespace nó chính giúp cô lập cái tài nguyên ra. Người này tạo ra cái file này là người khác không có động vô được. Đến năm 2004 thì giáo sư Eric Jadot, giáo sư Eric Jadot là này là ông làm việc tại cái đại học Stony Brook. Ông và các đồng sự và các cái sinh viên của ông á, mới nghiên cứu ra cái Union FS, là cái Union File System á. Cái Union File System này nó hoạt động như thế nào? Tức là nó hoạt động theo cơ chế layer. Nó có ví dụ như là phiên bản đầu tiên nó có layer là 4 file. Cái phiên rồi sau đó người ta cập nhật lên, tức là không có sửa một cái layer của nó, đã ghi xuống là không có sửa gì hết nha. Đấy. Thì cái cơ chế hoạt động nó là tạo layer, tạo copy file vô thì nó tạo ra một cái layer đầu tiên như thế này, 4 file. Tiếp theo, nếu mà ở cái phiên bản sau á mình nhồi vào thêm file á thì nó sẽ tạo ra một cái layer trên nữa. Đúng không? Cái layer trên nữa, thêm 5 file nữa chẳng hạn. Đó. Thì các layer nó nằm như thế này. Nhưng mà lúc mà khi được truy cập á, lúc mà khi được truy cập bởi hệ điều hành á, thì những cái file này nó sẽ được mix lại với nhau. Tức là giả sử mình có thư mục A, B, C ở trên hai A, B, C ở trên layer 1 và thư mục D ở trên layer 2. Thì khi mà hệ điều hành nó truy cập tới các layer này á, thì Union FS nó tự động nó merge các layer này lại, và cái góc nhìn của hệ điều hành lúc bây giờ đưa cho người dùng là chỉ còn là bốn thư mục A, B, C, D thôi, chứ không còn là các cái layer nữa. Tại sao người ta lại nghĩ đến cái chuyện layer này? Người ta nghĩ đến cái chuyện layer này phát sinh là tại vì cái thời kỳ những năm 2004 á, nó rất là nổi tiếng về CD, CD-ROM, những cái đĩa CD á, cũng như đĩa game, như đĩa ca nhạc. Đấy, thì người ta có một cái nhu cầu á, là người ta đọc cùng lúc rất là nhiều cái CD-ROM để nạp vào trong chương trình. Không biết tại sao người ta lại nghĩ, chắc là do hàng ngành cái thời đó ngành công nghiệp về về âm nhạc và công nghiệp về phần mềm nó dựa trên CD-ROM nhiều, nó chưa có mạnh về hard disk như bây giờ, thì người ta nghĩ là cái cơ chế đó để mà merge file giữa các cái layer lại với nhau, mỗi layer là một cái disk, một cái đĩa đó. Thì chính cái layer đó nó đem lên cái tính năng ngày nay trong Docker mà mình lúc mình build code mình thấy á, là nó chạy từng bước á, mỗi bước đó là một cái layer đó. Tí nữa mình sẽ nói rõ hơn ha. Đến năm 2007 các kỹ sư tại tại à, tại 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 Google, người ta mới đưa ra một cái tính năng là C group, là control group, giúp để mà điều khiển kiểm soát một nhóm các cái tiến trình, không phải là kiểm soát các tiến trình mà làm điều khiển và kiểm soát tài nguyên của một nhóm tiến trình. Năm 2002 thì namespace nó chỉ giúp cô lập hệ thống thôi, chứ nó không có điều khiển được. Thì năm 2007 các kỹ sư ở trong Google họ mới đưa ra cái tính năng C group, rồi sau đó cái tính năng này được merge vào trong Linux kernel, cái lõi của cái Linux á. Thì cái tính năng này nó giúp quản lý cái nguồn tài nguyên, quản lý và giới hạn cái nguồn tài nguyên của hệ thống cho một người dùng. Ví dụ như thay vì RAM 8 GB
một cái tiến trình nó chạy lên nó chiếm hết 8 GB, thì mình dùng C group mình có thể giới hạn nó lại, ví dụ như tao chỉ cho phép mày chạy cái tiến trình này trong 1 GB thôi, vượt quá 1 GB này tao cắt. Hoặc là quản lý về network, cái băng thông của nó thì mình chỉ cho phép băng thông của nó là 100 Mbps per second thôi, mình không cho nó cao hơn nữa. Đấy, thì đó là cái C group, là các kỹ sư tại Google nha. Đấy, thì đến mãi đến năm 2013 Docker mới xuất hiện. Thì Docker không phải là tự nhiên viết lên tất cả, mà Docker dựa trên những cái mã nguồn ở trên á, những cái tính năng ở trên á, người ta tổng hợp lại và đưa ra một cái phần mềm hoàn thiện. Đấy, mấy bạn thấy không? Không có cái gì tự nhiên mà nó bốc up, nó nhảy ra cái nó hoàn thiện hết á. Tất cả đều phải trải qua từng bước, và những cái ý tưởng về chia sẻ tài nguyên nó có từ rất rất lâu rồi. Cho nên là Docker chỉ là người giọt nước tràn ly thôi, họ hoàn thiện cái vấn đề. Trước đó người ta cũng làm nhưng mà nó rời rạc, thì tất nhiên phải phải có những bước nhỏ hơn thì mới có được cái đích đến cuối cùng, đúng không? Thì Docker là người đã hoàn thiện cái đó, và người lập trình viên chính chính là Solomon Hayek. Solomon Hayek, nhớ cái tên này nha, ông này nổi tiếng lắm, cứ gọi Solomon Docker là mấy bạn sẽ biết được. Thì trong cái công nghệ Docker, cái phần quan trọng nhất chính là container runtime. Container runtime là sao? Runtime chính là cái môi trường. Container runtime là cái công cụ để tạo ra cái môi trường để chạy container đó. Container thực chất là gì? Thực chất cũng là các cái layer của file thôi, đúng không? Lúc nãy mình nói về 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 UNFS á, nó chỉ là một cái tệp tin thôi, nó chứa rất là nhiều cái layer file trong đó, và nó được cô lập hóa bởi namespace. Thì bây giờ làm sao để kết hợp lại tất cả những cái này lại với nhau? Thì đó chính là dùng container runtime, và Docker người ta đã viết ra, Docker là người đầu tiên viết ra cái này. À, sâu hơn một chút về lịch sử của container runtime nha, thì Docker là người đầu tiên viết ra cái này, nhưng mà họ open source năm 2015, họ đưa ra năm 2013, và họ bắt đầu đưa, không phải open source năm, họ đưa ra cái Docker 2013 và họ đưa ra cái tiêu chuẩn về container đó là Open Container Initiative, là OCI á, là năm 2015. Thì trước đó là ngay 1 năm sau khi mà Docker ra đời á, thì công ty Red Hat họ xây dựng nên một cái gọi là Core IS, Core OS, là cái hệ điều hành lõi. Thì cái hệ điều hành lõi này của Red Hat này á, họ cũng đưa ra, họ copy, tại vì mã nguồn mở mà họ có được quyền copy và sử dụng lại cái ý tưởng của Docker. Thật ra là họ sử dụng luôn cái Docker runtime luôn, mà họ thêm thắt vào đó rất là nhiều thứ để họ tạo ra một cái tiêu chuẩn thứ hai gọi là App Container APC năm 2014. Thì hai cái tiêu chuẩn này là hai cái tiêu chuẩn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng mà cộng đồng trên thế giới này đang muốn dần dần họ nhận ra là thôi làm một tiêu chuẩn thôi cho nó dễ. Thì sau này Red Hat cũng đã đem rất là nhiều tính năng hay ho của mình mệt qua bên cái Open Container luôn. Thì cái Core OS, cái App Container Standard, thì nó ra một cái tool gọi là Rocket. Còn Docker họ có cái một cái container runtime khác gọi là Runcee. Thì đây là hai cái container runtime nổi tiếng nhất. Và cái Rocket hồi xưa thì nó viết dựa trên cái nhánh của Core OS, cho nên nó có những cái tính năng rất là đặc biệt. Và sau này nó được merge qua, nó được đem qua, copy qua bên Docker luôn rồi. Thì hiện tại dự án Rocket đã bị dừng. Dự án Rocket đã bị dừng. Rocket rất là hay. Nó có một cái đặc điểm rất là hay, tí nữa mình nói tiếp, nhưng mà mình không hiểu sao nó bị dừng luôn. Chắc tại vì cộng đồng lười, họ chỉ muốn xài một cái thôi. Mà Docker thực sự nó cũng quá tốt rồi. Thì container runtime có rất là nhiều. RunC là cái cơ bản nhất, là dùng để chạy container, nó dùng để nó chạy các layer, nó chạy chạy các tiến trình đó, trong container. Tiếp theo là Docker, cũng chính Docker luôn, họ đưa ra cái gọi là Containerd. Containerd là một cái gọi là runtime cũng được, nó dùng để nó quản lý cái image, nó download image từ registry về, giải nén cái image ra rồi nó đẩy cái image vào trong RunC để chạy. Thì đó là mối quan hệ giữa RunC và container. Tiếp theo, bản thân Docker cũng là một, có thể coi là một cái phần mềm quan trọng, tại vì Docker là nó chạy hai cái thằng ở trên Docker. Cái bộ đó, phần mềm Docker gồm có là client và server. Client chính là cái tool mà mình gõ hàng ngày, mình gõ cho Docker, Docker push, Docker pull, Docker run, Docker exec này nọ. Còn cái bên lõi bên dưới là cái daemon, cái Docker daemon là một cái tiến trình nó chạy ngầm ở dưới hệ thống, và nó xử lý, nó handle hai cái thằng containerd và runc. Bản thân containerd nó chỉ xử lý về image thôi,
nhưng mà Docker nó cung cấp nhiều cái công cụ hơn, ví dụ như là về network đúng không, rồi về xử lý về registry làm sao để login tài khoản lên trên cái kho đấy. Ngoài ra bắt đầu mình đi đến những cái công cụ khác bên ngoài Docker, ví dụ như Rocket. Rocket là một cái dạng rất là hay, nó chạy được container. Về sau này, về những năm gần đây, ví dụ như 2017 trở đây đây, thì Rocket còn có khả năng chạy luôn image của Docker luôn, tức là nó chạy cái image tiêu chuẩn của nó, rồi nó chạy luôn image tiêu chuẩn Docker luôn, rất là thú vị. Rồi xin lỗi mấy bạn nhân một tí. Tiếp theo là Cryo. Cryo là một cái Docker container được viết để dành riêng cho Kubernetes. Cái thằng container runtime này nó rất là tương thích với Kubernetes. Mình chưa có cơ hội xài, mình cũng không hiểu rõ nên mình không dám nói nhiều ở đây. Nhưng người theo giới thiệu thì Cryo nó được viết để chạy với lại những cái công cụ, những cái orchestration, ví dụ như là Kubernetes hay là Rancher này nọ, thì Docker Swarm này này nọ, thì Cryo là dành riêng cho Kubernetes. LSC là Linux Container, đây là cái tiêu chuẩn cũ nhất mà trước cả Docker nữa. Thì Linux Container đây là cái một cái ý tưởng, nó cũng giống như con Docker vậy đó. Họ combine bốn cái phần mềm bốn cái ý tưởng trong quá khứ đó. Và đây thì Docker, cái phiên bản đầu tiên của Docker họ sử, thì ông Solomon Hayek ông cũng xài luôn cái LSC này để mà làm cái lõi giao tiếp với hệ điều hành. Nhưng mà sau này ông thấy cái này nó nhiều vấn đề quá, nó chậm quá và nó có nhiều hạn chế quá, cho nên ông bỏ, ông viết lại bằng Golang. Cái RINC á, ông Solomon Hayek ông viết lại cái runtime RINC. Thì thực ra LSC mới là cái đầu tiên đó nha. Tiếp theo sau này mình còn người ta còn có những cái container runtime khác là Kata, GVisor, Postman. Đó, mỗi cái là có một cái icon khác nhau vậy đó. Thì rất mọi người nên nhớ đến thời điểm hiện tại Docker không phải là duy nhất nha. Có rất rất nhiều container runtime khác nhau. Có cơ hội thì mình thử, mình chơi thử cho biết. Nhưng mà Docker là thằng phong phú nhất, tại vì nó mang nguồn nhiều người theo, nhiều người xài, tài liệu nhiều, dễ tìm hiểu. Nhưng mà khi mà tìm hiểu tốt rồi thì mình thử tìm hiểu những cái khác để mình coi thì những cái khác nó ứng dụng được vào chỗ nào nha, chứ không chỉ có Docker là duy nhất đâu. Hôm trước thì chuẩn bị tài liệu thì có một số bạn hỏi Docker hoạt động như thế nào, thì mình xin phép mượn cái sơ đồ từ 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 dự án CoreOS của Red Hat luôn. Ở đây người ta có so sánh cái cách hoạt động của Rocket với Docker, cho nên mình có thấy được cái cách hoạt động của Docker nha. Rocket nó hoạt động bằng cách là nó chạy trên systemd, tức là cái quản lý tiến trình của Linux, sau đó thì nó chạy trực tiếp luôn cái command là Rocket run cái image nào đó. Thì Rocket này nó sẽ mở ra một cái tiến trình con bên trong cái tiến trình Rocket để cho application nó chạy đó, nó không cần daemon, nó không cần client server hết. Tức là khi nó chạy, khi Rocket chạy thì Rocket nó mở luôn một cái tiến trình con sub process để chạy cái image. Docker khác, Docker thì Docker chạy nhiều cũng dựa trên cái quản lý process của Linux, nhưng mà Docker nó cần một cái engine daemon, một cái một 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 cái giống như cái server ấy, luôn luôn chạy ở dưới để mà nó quản lý những cái process đó. Thì điều đó dẫn tới là gì? Điều đó dẫn tới là lúc 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 nào muốn start Docker mình cũng phải muốn chạy những cái container của mình đó, thì mình phải start Docker trước. Mấy bạn để ý lúc mà mình khi mở máy lên thì Docker thường nó tự động nó chạy đó, thì nó phải chạy trước thì image nó mới chạy được, chứ nó không chạy, image không chạy độc lập so với Docker được. Thì kể từ những phiên bản 1.11 trở đi đó, thì Docker nó bắt đầu nó cơ cấu lại cái engine của mình. Thì cái cao nhất là Docker engine, nó quản lý về 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 network, quản lý về registry này nọ tùm lum hết. Thì ở dưới đó Docker engine nó sẽ tương tác với với containerd. Containerd nó dùng để giải nén image, đóng gói image, rồi copy image đẩy vào container này nọ tùm lum hết. Thì dưới cái containerd để quản lý image đó là RINC. RINC là cái thằng thấp nhất chịu trách nhiệm chạy một cái tiến trình. Thì lúc này RINC nó mới khởi tạo ra những cái sub process để mà chạy cái tiến trình đó ở trên hệ thống. Thì như vậy mình thấy rằng bản thân Docker và các cái giải pháp về container nó là ảo hóa, nhưng mà nó ảo hóa theo kiểu là nó cô lập file và cô lập tài nguyên, chứ không phải là nó
gọi là nó cắt chia sẻ nó cắt hẳn cái phần cứng cho một cái virtual machine nha, nó khác đấy, nó khác như vậy. Tức là cái image nó chạy thành container và container chia sẻ trực tiếp tài nguyên, chia sẻ trực tiếp cái lõi hệ điều hành, cái tiến trình được, bởi vì thực ra thì container vẫn được quản lý tiến trình bởi những systemd thôi đúng không? Đấy. Rồi, sau xong một hồi nói về lịch sử này nọ tùm lum thì có thể có nhiều người thắc mắc vậy thì nên dùng Docker hay không? Docker rất là hợp lý khi mà dùng Docker để đóng gói những bạn muốn đóng gói những cái app mà chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau. Ví dụ như là MySQL nè. Hồi xưa á, trước khi có Docker thì thường thường mình cài database, mình phải tải cái phiên bản khác nhau đúng không? Mình phải tải phiên bản MySQL dành cho macOS, MySQL dành cho Windows, MySQL dành cho Linux. Thì thậm chí trong cùng một phiên bản luôn, nhiều khi cài 5.3 nó chạy mà cài 5.7 nó không chạy. Đấy. Thì với cái hiện trạng của nó container thì dùng container Docker để đóng gói vô cái ứng app của mình vào trong một cái container thì cái container đó nó có khả năng chạy bất cứ đâu, miễn chỗ đó nó cài được Docker. Đấy, nó không quan tâm là Windows hay là macOS hay là Linux nữa. Cái app đó nó có khả năng chạy được. Thì thực ra những cái app mà không có giao diện á, những cái app mà dạng command line hay là giao tiếp qua TCP/IP á, ví dụ như là web nè, API, giao tiếp qua TCP/IP, giao tiếp qua socket đồ này nọ thì nó mới nên đóng gói bằng Docker. Còn những cái app mà có giao diện, ví dụ như là một cái web browser, phần mềm Word, Microsoft Word chẳng hạn, hay là một cái game nào đó thì mình nghĩ nó không khả thi, tại vì những cái phần mềm như vậy nó đòi hỏi nhiều hơn là Docker hiện tại nó đang xử lý. Docker hiện tại nó đang xử lý cái input output, quản lý về file này nọ thôi. Những phần mềm kia nó cũng đòi hỏi quản lý về display, quản lý về hardware, ví dụ như là card đồ họa này nọ đấy, thì nó sẽ khó. Tiếp theo, cái ứng dụng của container là cho phép quản lý ứng dụng, phát hành ứng dụng theo phiên bản. Cứ mỗi một phiên bản mình đóng gói vô thành một cái image và mình tag cái version của nó là coi như mình đóng gói được cái phiên bản đó, mình phát hành đến người dùng. Hồi xưa mà ví dụ như mình làm Windows, mấy bạn làm .NET đây thì đều biết cái chuyện đóng gói vô một cái file MSI để mà cho người dùng họ cài đặt đúng không? Thì cái việc này cái hiểu tương tự nó cũng giống vậy đi. Tại vì sao? Tại vì trên Linux nó không có cái cơ chế đóng gói đặc thù. Mỗi cái distribution nó có một cái cơ chế đóng gói khác nhau, cho nên cái điều đó nó đem lại cái sự phân phân mảnh rất là lớn ở trên Linux, và cái Docker nó cho phép unify cái tiêu chuẩn lại, tất cả mọi người đóng gói thành cách duy nhất thì phân phối nó thì rất là dễ. Tiếp theo, một cái yếu tố quan trọng đó là tăng tốc làm việc của cả đội dự án. Nó tăng tốc như thế nào? Nó tăng tốc nhờ nó đồng nhất cái môi trường làm việc của các developer với nhau. Tức là trong một đội như này 10 người, mỗi người xài một cái máy khác nhau, người xài Windows, người xài Linux, người xài Mac, thì cái điều đó nó không còn quan trọng với Docker nữa, tại vì cùng cái image nó chạy ở đâu cũng được, thì cái môi trường nó sẽ được đồng bộ với nhau. Và quan trọng hơn, cái phần mềm của mình khi mà mình viết ra, mình phát hành, mình đồng bộ được cái môi trường test và môi trường production, thì từ đó nó sẽ không còn cái drama giống theo kiểu của ngày xưa anh em mình chưa có Docker, anh em mình hãy nói lúc mà demo cho khách hàng sao trên máy tôi nó chạy mà trên máy tôi chạy nhưng mà trên máy của anh không chạy. Đấy, nó có một cái bi kịch như vậy đó, tức là mình kiểm thử rồi trên máy mình ok hết trơn mà lúc đem demo hoặc là nó up lên server nó không chạy, là tại vì cái môi trường nó khác nhau. Cái môi trường của developer này nó có những cái tool cần thiết và mình cố tình mình chuẩn bị một cái môi trường cần thiết để cho cái app mình nó chạy rồi, nhưng mà khi mình deploy lên trên môi trường production khách hàng họ giao xài thì cái môi trường nó bị thiếu những cái công cụ, những cái package cần thiết để chạy phần mềm thì nó fail. Đơn giản như vậy thôi, thậm chí là nó không tương thích về về cái lõi hệ điều hành thì nó fail, thì Docker nó giải quyết được cái chuyện đó. Tiếp theo là giúp việc cấu hình nhẹ nhàng. Tại sao cấu hình nó là nhẹ nhàng? Tại vì nó đóng gói hết trơn rồi, cái người lập trình là cái phần mềm là cái người hiểu rõ nhất về cái cấu hình của cái phần mềm đó, cho nên một khi mà đóng gói á thì đóng gói vào được nó sẽ làm cho cái pha triển khai nó nhẹ nhàng và nó dễ hơn nhiều. Mình không cần phải quan tâm gì nhiều về cái phần mềm đó được cái, nên cấu hình như thế nào để chạy nữa, mà mình chỉ cần quan tâm là kết nối vào database nào vậy thôi, hầu như là vậy, hầu như mình không quan tâm nhiều nữa.
tất cả những cấu hình lằng nhằng khác, những công về bảo mật này nó được nhồi sẵn vào trong cái image rồi. À dạ, xin lỗi mọi người, mình làm mất cái rồi. Tiếp theo, tự động hóa việc kiểm thử hay triển khai. Tự động hóa không phải là Docker nó là giải pháp tự động hóa, nhưng mà nó được ứng dụng trong các cái giải pháp tự động hóa rất là nhiều. Tại vì nếu mà không có Docker thì các cái giải pháp tự động hóa nó sẽ bị nghẽn một cái chỗ là người ta buộc phải triển khai bằng tay cái môi trường, tức là người ta phải triển khai cái môi trường test á, cái môi trường kiểm thử á, bằng tay. Tại vì người ta phải copy file, cấu hình, cài đặt các cái phụ thành phần phụ thuộc tùm lum hết, thì đã có những tay người nhúng vô thì làm sao mà automation được, đúng không? Cho nên cái phần tự động hóa này là nó được tăng cường rất là nhiều nhờ cái Docker image. Khi mà Docker image nó đóng gói tất cả xong rồi thì cái những cái script tự động hóa nó chỉ gọi Docker ra, nó kích hoạt chạy cái phần mềm đó thôi, cái phiên bản đó thôi. Và chạy rồi thì lúc này phần mềm nó chia ra cái TCP, cái port, hay là chia ra cái API, thì các cái giải pháp tự động hóa testing nó cứ thế nó truy cập vào nó test thôi. Tiếp theo, một cái ứng dụng tiếp theo đó là scale up năng lực phục vụ dễ dàng. Scale up năng lực phục vụ là sao? Ý mình ở đây là ví dụ như server mình nó đang chạy có một tiến trình, nó có khả năng nó phục vụ được 100 người trên phút đi. Bây giờ khách hàng của mình càng ngày càng đông, nó lên tới vài nghìn người, thì mình phải làm sao? Ngày xưa mình phải mua thêm server, mình phải mua thêm server rồi mình cài thêm phần mềm vô, cài phần mềm mình lên đó, đúng không? Thì cái việc làm như vậy nó rất là lãng phí, tại vì không phải lúc nào cái phần mềm của mình nó cũng phải đón nhận 5-6 nghìn người dùng hết đó, mà nó có cái cao điểm và cái thấp điểm. Thì những cái lúc cao điểm thì không nói, nhưng mà đa phần là thấp điểm. Cao điểm thường thường 1-2 giờ, thì đa phần cái thấp điểm mà muốn chạy được ổn định đó, thì cái phần cứng của mình phải maximum lên, mình phải mua thiệt bự vậy đó. Và cuối cùng mình làm cho cái chuyện gì xảy ra, những cái thời điểm thấp điểm không ai xài hết cái phần mềm hết trơn, cái tài nguyên nó bị bỏ phí. Thì dùng Docker nó giúp cải thiện được cái chuyện đó. Dùng Docker nó chỉ giúp cải thiện thôi nha. Tức là sao? Tức là thay vì mình mua một cái server thiệt bự thì mình mua những cái server nhỏ nhỏ thôi, rồi mình cứ đẩy container vào đó mình xài, đến khi nào mình thấy cái server của mình nó đạt tới cái mốc gọi là cái ngưỡng xử lý của nó, thì mình mua một cái server nhỏ khác, mình kết nối vào hệ thống, mình đẩy thêm container vào đó. Tức là mình mua gọi là xài on demand á, nhu cầu tới đâu thì xài đó thì mua tới đó, chứ không có mua trước một cục bự để setup đấy. Tăng cường sự bảo mật, tất nhiên là tăng cường bảo mật rồi, tại vì tất cả những cái ứng dụng mà mình đã đóng gói vào trong container và trong image nó chạy ở trong một cái container độc lập, nó không thể tương tác với container bên ngoài, và hầu như nó không thể truy cập tới cái hệ thống, cái host, cái server thật, từ khi nó được cấp quyền truy cập. Cho nên cái việc đó nó sẽ giúp tránh được những cái malware hay là những cái đoạn mã nguồn không mong muốn bị injection vào, và nó làm kiểu như là hacker nó đẩy vào những cái mã nguồn xấu, thì mình có thể cô lập cái ứng dụng trong đó, mình yên tâm hơn, mình không có sợ nó truy cập ra cái server thật, hay là sợ nó truy cập đến những cái thành phần khác của hệ thống của mình. Và tiếp theo, cái mà mình đánh giá nó quan trọng không kém đó chính là sử dụng làm playground. Playground là sao? Nó là những cái giống cái sân chơi để phá phách mọi thứ vậy đó. Khi mà mình có một cái gì đó mình cần nghiên cứu, mình cần làm, thì thay vì mình cài trực tiếp lên cái máy mà mình đang sử dụng hay là cái server của mình, cái việc đó nó làm ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì một cái phần mềm mà cài trực tiếp lên đó, nó yêu cầu rất là nhiều cái package và nhiều cái thứ khác nhau, nhiều khi nó làm hỏng luôn cái máy của mình luôn. Thì khi mà mình cô lập nó vô trong cái container, mình cứ cài vô đó, mình chơi, mình phá, mình cấu hình đủ thứ kiểu hết, không ảnh hưởng gì bên ngoài. Khi nào test kiểm thử xong rồi mình lưu cái cấu hình mong muốn lại thôi, xóa nó đi, rồi xóa container đi, an toàn. Vậy thì tại sao Docker nó lại phổ biến? Docker hay là container nó phổ biến? Nó phổ biến bởi vì bốn cái yếu tố chính này nè, chính là vì bốn yếu tố chính này đó. Thứ nhất là về thứ nhất là về cái container và cái Docker nó nhẹ, nó rất là nhẹ. Thứ hai nữa là nó bulk table. Bulk table là làm sao? Bulk table là khả năng linh động đó, nó có thể chạy được nhiều nơi khác nhau. Còn tiếp theo là này nó đã quên mất tiêu. Tiếp theo là nó nhanh hơn cái giải pháp AOA rất là nhiều.
tại vì cái giải pháp ảo hóa, các cái giải pháp ảo hóa khác ví dụ như là virtual machine á, nó phải bản thân cái máy ảo nó phải chạy trên một cái hệ điều hành thật, thì lúc bấy giờ cái hệ điều hành thật nó đã ngốn một mớ tài nguyên rồi, nó ngốn đâu chừng 10-15% cái tài nguyên rồi. Rồi cái máy ảo á, bản thân cái máy ảo nó lại cài một cái hệ điều hành lên cái máy ảo đó, thì nó lại ngốn thêm 10-15% cái tài nguyên của cái máy ảo nữa. Đôi khi nó ngốn 20-30% tài nguyên luôn, thì coi như là vừa cài cái máy ảo, giải pháp ảo hóa lên là đã tốn mất đâu chừng khoảng 30% cái năng lực của cái máy thật rồi. Thì lúc bây giờ cái máy thật nó bị lãng phí đi 30% đó, và nó chỉ còn 70% còn lại để xài trong mấy cái phần mềm cần xài thôi. Thì cái này nó cái Docker nó chạy trực tiếp trên cái hệ điều hành luôn, nó là một cái tiến trình ở trong hệ điều hành luôn, cho nên nó không có bị tốn tài nguyên cho những cái hệ điều hành ảo. À, nó tiết kiệm được 30%, 40% gì đó thì nó nhanh hơn nhiều. Tiếp theo là dĩ nhiên là nó không có hypervisor. Hypervisor là một cái giải pháp ảo hóa cầu nối giữa cái máy ảo với lại cái máy thật á. À, thì cái này nó rất là phiền, bởi vì thật ra nó có nhiều cái hạn chế về về quản lý tài nguyên này. Và dĩ nhiên ảo hóa thì virtual machine thì mình biết rồi đó, lúc nào nó cũng chậm hơn. Giờ mình sẽ nói cho mấy bạn nghe lý do tại sao mà mọi người nên biết cái Docker càng sớm càng tốt. Nãy giờ mình không thấy anh rồi, có bạn hỏi scale down nha, scale down tí mình sẽ trả lời tại sao mà bạn nên biết về Docker càng sớm càng tốt. Tại vì hiện tại á, có 25% mới có 25% công ty người ta sử dụng mà, nhưng mà tiềm năng của nó thì rất là lớn. Mỗi năm nó tăng trưởng 75%, mỗi năm nó tăng trưởng 75% cái tốc độ sử dụng Docker, tức là cái sau mỗi năm thì nó tăng 75% đó. Hiện tại chỉ có 25% công ty thôi, và sau mỗi năm cái số lượng deployment, cái số lượng phần mềm mà sử dụng Docker thì là càng ngày càng nhiều, tăng lên 75% mỗi năm. Thì như vậy cái cơ hội, cái nhu cầu thì rất là cao, mà cái cung thì không có. Cái cung là cái số lượng công ty mà sử dụng đó, nó đang thiếu. Họ đang rất cần nhiều, rằng cần nhiều nguồn nhân lực lập trình viên biết về Docker. Đấy. Nhu cầu thì cực kỳ cao. Cái tốc độ tăng trưởng rất là nhiều, thì bạn nên học về Docker càng sớm càng tốt. Cơ hội việc làm sẽ rất là nhiều, và thậm chí nó giúp cho mình, đừng nói cơ hội việc làm, nói đâu xa thôi, nó giúp cải thiện cái đời sống lập trình của mình, đời sống của lập trình viên mình. Công việc đó nên nhẹ nhàng hơn, dễ hơn, khỏe hơn. Cho nên 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 tìm hiểu càng sớm càng tốt nhé. Rồi, cái mình hết slide đây. Thì tại vì cái chương trình của mình nó có thời gian giới hạn, cho nên mình không thể mình trình bày nhiều, quá nhiều cái thực tế được. Ở đây mình có 5 cái chủ đề về sử dụng Docker Compose nè. Hạn chế user root trong Docker file này, tối ưu hóa cái Docker file, hay là sử dụng multi state để giúp image nhỏ hơn, hay là muốn biết mấy bạn muốn biết rõ hơn về entry point và CMD. Mình quay lại cái này nhé, mình quay lại cái pool của mình đó. Mọi người chọn cái đi, mọi người chọn đây, là mình sẽ nói về cái chủ đề đó. Rồi, mọi người chọn cái chủ đề mà mọi người muốn muốn nghe trong khoảng 20 phút nữa. 20 phút hỏi đáp á, thì mình sẽ giải thích sâu hơn về cái chuyện này, tại vì nó có nhiều vấn đề lắm, mình không thể nào mình nói hết được cùng lúc được cho mọi người nghe. Mình sẽ chọn hai trong năm cái chủ đề này để mình giải thích cho mọi người nhanh, rồi sau đó mình còn trả lời câu hỏi nữa nè. Mình có nhiều câu hỏi lắm. Hiện tại bạn Hoa Nguyễn mới hỏi là em đang học đại học và định hướng về làm system S, thì tương lai có cần học Docker không anh? Cần, cực kỳ cần luôn nha bạn. System admin thật ra ngày xưa họ họ giống như ninja đó, họ ẩn mình đằng sau cái đội dự án và họ làm những gì không ai biết hết. Nhưng mà ngày nay system admin họ đang cái vai trò của system admin họ nó đang dần chuyển đổi, nó tiệm cận với lại DevOps engineer, nó tiệm cận với cái người vận hành và người lập trình luôn. Cho nên kỹ sư về hệ thống quan trọng, nhưng mà nếu mà bạn làm ở công ty nhỏ thì những công ty cực bự á, thì bạn sẽ được chuyên làm về system engineer, chuyên quản lý maintenance cuộc, hay là chuyên quản lý về 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 hot server. Nhưng mà công ty nhỏ thì nó sẽ cần bạn đa dụng hơn, mà làm nhiều việc hơn, thì bắt buộc bạn phải biết Docker để mà làm được những chuyện đó. Rồi, cảm ơn Nguyễn Hoa Hoa, Hoa Nguyễn Hoa Nguyễn gì đây nha.
chắc chắc Võ lúc nãy có hỏi về scale down. Scale down thì quá dễ luôn. Docker delete, Docker container remove, mình có thể stop cái container xong mình remove cái tiến trình. Nếu mà mình thấy, dĩ nhiên thì nó chỉ giúp giúp ích một chút. Nếu mà mình sử dụng thuần cái giải pháp Docker, mình không sử dụng những giải pháp khác á, thì nó chỉ giúp mình tiết kiệm được tài nguyên chút đỉnh thôi. Chứ lỡ mình lỡ ký hợp đồng mình mua server rồi, một con server nhỏ rồi, mà bây giờ mình muốn scale down con server nhỏ đó thì cũng không được, tại vì mình mua trả tiền rồi thì mình vẫn bị thừa cái phần tiền nó ra, nhưng mà nó đỡ hơn so với cái việc là mình tốn tiền mình mua con server khổng lồ rồi xong tới cái thời điểm thấp thấp điểm không ai xài mình muốn scale down thì cũng không được, tốn cục tiền cho con server lớn. Rồi rồi hiện tại thì có rất nhiều bạn sử dụng muốn biết về sử dụng multi-stage build giúp cái image nó nhỏ hơn và sử dụng Docker Compose. Ok mấy bạn, ok mấy bạn. Mình sẽ demo luôn cái phần này ở trên server luôn. Thật ra thì mình chưa chuẩn bị về 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 demo code cho nên là không biết nếu mà làm demo được tiếp thì nó có chạy không, nhưng mà mình hiểu về nó nên mình sẽ giải thích cho mấy bạn hiểu một chút. Thậm chí mình có thể vào trên trang chủ để mình lấy tài liệu để mình giải thích cho mấy bạn luôn. Như vậy đi cho chắc, chứ nếu mà chạy live coding á thì vì mình chưa chuẩn bị cái Docker file cho nên nhiều khi nó sẽ không chạy đâu. Bây giờ mà làm live coding luôn thì sẽ bị tốn thời gian chuẩn bị nữa, thôi để mình vô trang chủ mình làm cái lấy cái tài liệu gốc luôn mình giải thích cho mấy bạn. Đây. Trên trang chủ của Docker á, thì người ta có cái bài viết chuyên về cái vấn đề này luôn, nhưng mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em ở đây không có rõ về cái chuyện đó, và rất nhiều anh em ở đây không hiểu cái cách xài của multi stage trong Docker file, thậm chí không biết multi stage là cái gì luôn. Thì hôm nay mình sẽ giải thích. Ok. Để mình kiếm đây. Đây là một cái ví dụ về multi stage. Mình sẽ nói trực tiếp về cái này luôn hen, rồi xong rồi mình nói về Docker file cho Docker Compose cho anh em nghe. Ok, đầu tiên mình phải hiểu multi stage là cái gì. Trước multi stage thì chuyện gì xảy ra, thì multi stage á ở trong Docker file á nó có mặt từ phiên bản 1.17, từ 1.17 trở đi, mình không nhớ là năm nào, hình như là năm 2017 2018 gì đó không nhớ. Đại khái là từ phiên bản 1.17 thì nó có cái tính năng multi stage. Multi stage là sao? Trước multi stage á mình sẽ gặp một cái chuyện là trong quá trình build, mấy bạn biết rằng á trong Node.js hay là Golang chẳng hạn, hay là những cái ngôn ngữ khác, ví dụ như Node.js là dễ hiểu nhất đi. Node.js nó có những cái sụt được viết trong mã nguồn ES6 đúng không? Hoặc là TypeScript gì đó. Mấy bạn viết bằng cái mã nguồn đó. Sao mà muốn chạy thì phải build ra, phải có một cái npm build đúng không, hoặc là yarn build để build ra một cái file mà lúc mình mở lại mình thấy nó ký tự random tùm lum nó hết. Thì thật ra cái quá trình mà nó build như vậy là nó chuyển đổi cái TypeScript hay là cái ES6 trở về cái JavaScript thuần, thì đó là cái việc build. Thì tại sao cần build? Tại vì bản thân Node.js á nó không có hiểu TypeScript, nó cũng không có hiểu ES6, nó chỉ hiểu JavaScript thôi. Những cái ngôn ngữ đó là những cái nâng cấp hơn, thì họ buộc phải convert ngược lại về JavaScript. Thì nếu mà mình trong cái bước build á, mà mình làm theo phong cách rất là thuần luôn giống như ở trên cái máy lập trình của mình á, bằng cách làm copy sụt vô chạy lên build xong rồi chạy cái sụt đã build đó trên cùng một cái container, nó sẽ làm phình to cái image ra, bởi vì mình trong cái image của mình nó vừa chứa nó cái gì, nó chứa vừa chứa cái thư mục node module, nó vừa chứa cái mã nguồn của mình, nó vừa chứa cái bản build tùm lum hết trong đó. Cái image lúc đó nó rất là bự, rất là nặng, và sao nó không có tối ưu cái trong cái việc là bảo vệ cái mã nguồn của mình nữa, tại vì trước khi build cái mã nguồn của mình nó lỗ hết trơn. Trong khi mình build xong, ít nhất tất nhiên là người ta vẫn có thể đọc ngược dịch ngược code lại được, nhưng ít nhất khi build ra mình có cảm giác nó an toàn hơn và nó cũng hạn chế được những ánh mắt tò mò hơn bằng 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 cái bản build của mình. Thì mình tránh cái việc copy trực tiếp cái mã nguồn vào trong cái image của mình để mình phát hành lên internet đúng không? Thì mình chỉ đóng gói cái phần đã build thôi. Đặc biệt là những ngôn ngữ ví như Golang hay Rust, thì lúc mình đóng gói một cái thì cái bản mà chạy là một cái file binary
hầu như rất khó để dịch ngược lại, rất là phức tạp để dịch ngược cái mã nguồn, cho nên nó cũng một phần giúp bảo vệ cái mã nguồn của mình luôn. Thì để mà làm được cái chuyện build rồi copy xuống đó vào trong container, ngày xưa trước khi có cái multistay này mình phải làm cái gì? Mình phải có hai cái file Docker file. Cái Docker file thứ nhất là dành cho cái việc chuyện build. Build xong rồi mình sẽ có một cái image tạm, mình không có push nó lên registry internet mà mình chạy cái image tạm đó, mình mới copy cái file đó ra ngoài. Copy cái bản build đó ra ngoài cái máy cái máy thiệt, cái máy đang đang lập trình của mình. Xong đó mình chạy một cái Docker file thứ hai để nó copy cái bản build đó. Cái bản build mà mình vừa lấy cái bản cái binary source mà mình vừa mới build từ trong cái image đó, copy vào trong cái image thứ hai. Thì nó hơi phức tạp, để vẽ nhanh cái. Chờ chút mình vẽ liền, giải thích cái chỗ này, cái bước của nó. Drive ha. Rồi để giải thích cái chuyện này nha. Mình thích vẽ shadow cho nó dễ hiểu. Đây. Rồi, thì mình có nè, đây là cái mã nguồn của mình nha. Mã nguồn của mình phải làm cái gì? Mã nguồn của mình trong cái cách cũ á, là cái build 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 1. Là mình phải có một cái Docker file. Thứ nhất, để mình tạo ra cái image số 1 này nè, cái image số 1 chứ quên. Cái image số 1. Zoom lên tí cho dễ nhìn nha. Đấy, trong cái cách cũ thì mình phải có cái Docker file số 1. Rồi mình mới tạo ra cái image số 1. Sau khi mà mình có được cái image số 1 rồi á, thì mình bắt đầu á, mình mới copy cái file ra. Copy cái đã build á, cái đã build này, ví dụ như mà mình làm bằng cái cục này ha. Copy cái cục này này. Mình mới có một cái file Docker file thứ hai. Mình chạy để mình tạo ra một cái image từ cái base image. Cái base image ví dụ như Node.js đi chẳng hạn. Đây là cái base image này. Node.js đó chẳng hạn. Thì bắt đầu mình mới tạo cái Docker file từ cái base image này. Mình tạo cái container và này những container chứ quên ha. Đấy, và bắt đầu mình mới copy cái đã build qua cái container hai. Rất là phức tạp. Để mà làm được cái chuyện không có suộc ở trong cái image của mình á. Rồi lúc này mình mới tạo thành cái image mình boot lên internet. À, phức tạp về là thấy không? Rất là phức tạp. Thì với sao vậy? Xin lỗi mấy bạn nha. Thì với cái phiên bản thứ hai này thì mình có cái phiên bản này. Đấy. Mình không cần phải tạo ra hai cái file khác nhau nữa mà mình để luôn hai cái state này, hai cái mà mình tách rời lúc trước là trong một cái file luôn. Thì chuyện gì xảy ra? Mình có thể tương tác giữa các cái Docker file này, gọi là state đi ha. Cái mỗi cái lệnh from này nè, nó tạo ra một cái state, và mỗi cái state này á, nó sẽ có cái file layer riêng. Do đó mình không cần phải chạy hai lần rồi mình copy file ở bên ngoài nữa, mà mình dùng cái lệnh copy trực tiếp luôn. Mình chỉ định là mình muốn copy từ cái state nào. Ví dụ như cái state thứ nhất nè, nó là from Golang 1.73 này, thấy không? Nó là state không. Thì ở cái bước sau á, mỗi cái from này là một state nha. Thì ở bước sau á, mình có thể copy trực tiếp từ cái state số 0, copy qua để qua bên đây. Đó. Thì như vậy, tức là mình có thể build xong ra cái binary file xong hết rồi, rồi mình copy từ cái state đó mình bỏ qua cái state thứ hai. Như vậy nó sẽ không còn tốn cái chỗ để mà để cái mã nguồn ở trong cái image cuối cùng của mình nữa, và hầu như trong cái image cuối cùng của mình á, nó rất là sạch. Nó không có những cái thành phần rườm rà, ví dụ như về test, về những cái tool về development, rất là sạch, cực kỳ sạch. Chỉ có thuần những cái gì cần thiết để mà chạy cái ứng dụng của mình thôi, nó sẽ nằm trong cái bước cuối cùng. Và cái multistay này nó có cái đặc điểm rất là hay, nghĩa là mình có thể chỉ định, bây giờ mình có hai bước thì mình có thể chỉ định cụ thể nó chạy bước nào hoặc là chạy tất cả. Nếu mà chạy tất cả các bước này từ trên xuống dưới, từ đầu trên xuống dưới đó, thì cái bước cuối cùng nó sẽ lấy nó sẽ nó sẽ lưu trữ cái bước cuối cùng mà thôi.
tức là kết quả ở cái bước cuối cùng này nè, nó được lưu trữ lại, tất cả những bước trước nó bỏ. Còn nếu mà mình ví dụ như mình viết trong đây một cái bước giờ để test đó chẳng hạn, thì mình có thể chỉ định trực tiếp bằng cái lệnh target, nó có một cái tham số target, thì mình để cái target này vào nè. Đấy, mình để cái target này vào thì nó sẽ chạy đúng cái bước đó thôi, chứ nó không có chạy toàn bộ cái file. Nó giúp cho mình tiết kiệm được cái thời gian mà mình muốn test, rất là khỏe. Rồi, trả lời câu hỏi thứ hai thì nhiều bạn muốn biết về Docker Compose. Rồi, Docker Compose này thì mình có thể demo chút đỉnh được nè, nhanh được. Mình đang cần mở cái phần mềm gọi là Booty. Ủa, đâu mất tiêu trời. À, hồi nãy chờ xíu để mở cái phần mềm tên là Booty nha. Booty, đây chính là cái Booty. Rồi. À, mình có chuẩn bị sẵn load cái server. Không biết mọi người có thấy rõ cái chữ ở trên màn hình không ta? Ồ, quên 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 chỉnh chỉnh cái phông chữ ha. Để chỉnh cho nó to ra một chút. Rồi, phông chữ nó to hơn rồi. Rồi, tại sao lại có Docker Compose và tại sao cần Docker Compose? Trước Docker Compose đó, thì mình phải làm cái gì? Trước Docker Compose thì mình muốn chạy một cái gì đó, thì mình phải viết lệnh bằng tay. Giờ mình vô hub đó nha. Giờ docker.com. Giả sử như mình muốn chạy cái nginx đi, thì mình phải chạy cái lệnh như này. Docker run nginx. Đúng không? Rồi. À, tắt tiếng Việt luôn. Docker run nginx. Nhưng mà mình muốn custom nó thì sao? Tức là Docker nó có nhiều cái tham số để mình custom lắm. Đó, nó bị nó chạy rồi đó. Docker PS. Tất nhiên là nó bị tắt rồi. Rồi. Nhưng mà đó. Rồi, giờ mình nó với Docker Compose, trước trước Docker Compose thì mình phải chạy những cái lệnh bằng tay như thế này. Docker run nginx rồi trời đây này nọ. Ủa, muốn 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 chạy mà giữ trên hệ thống thì sao ta? Tự nhiên quên mất tiêu. Không ai giải hết, mình phải coi. Docker run. Rồi, trong đây đấy, thường thường là mình phải chạy những cái bộ công tê những cái bộ command này nè bằng 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 bằng, bằng tay của mình. Rồi, mình muốn tìm một cái mẫu rồi, giả sử nha, mình muốn đi tắt nó thì sao ta? Chờ chút, đi touch. À, trừ d, đúng rồi, trừ d đúng mà ta. Đây, ví dụ như docker run image, mình thường phải chạy những cái lệnh này. Và bây giờ giả sử như cái hệ thống của mình nó có hai cái phần mềm đi ha, là nginx với redis, thì mình phải chạy hai lần đó, mình phải chạy bằng tay hai lần. Và thậm chí bản thân redis nó cũng có nhiều cái custom ở bên trong. Cái phần mềm của mình nó có nhiều cái cấu hình bên trong á, thì làm sao để cấu hình được phức tạp á nha. À, giả sử mình đưa ra một cái cấu hình nha, là mình muốn mapping cái volume của mình vào trong cái file. Giả sử mình tạo cái file này nha, em cái đất redis data nè, đó mình muốn map cái data dữ liệu trong cái server redis vào đây, thì mình phải làm sao? Mình phải chạy cái lệnh này, map redis nè. À, rồi mình map, phải đưa cái image cuối cùng, rồi mình map cái thư mục vào. Thư mục là redis data, mình map vào đâu? Mình map vào đây, mình map vào cái thư mục gọi là data nè. Đó,
nó có một cái thư mục gọi là data. À, map vào cái thư mục data. Rồi. Và chạy cái image ready. Đấy, thì đây là một cái bước cấu hình nhỏ nhất thôi, mới chỉ là map cái volume thôi. Ngoài ra nó còn có nhiều cái bước cấu hình khác, ví dụ như mình muốn đưa các cái config khác thì nó sẽ rất là dài dòng. À, nó rất là dài dòng cho cái việc mà triển khai. Đấy. Thì để mà giảm cái tránh cái chuyện này đi á, thì Docker người ta đưa ra cái gọi là Docompose, mà giúp cho một lệnh duy nhất chuẩn bị trước và sẽ chạy được tất cả những cái đó. Thì thay vì như vậy, người ta sẽ viết docker-compose.yaml, người ta tạo ra một cái file docker-compose, trong đó người ta khai báo những cái cần thiết để mà có thể chạy được cái hệ thống server của mình. Ví dụ như IPv4 version thường là 3.8 hiện tại nè. Rồi để mình vô mình coi tham khảo cái mẫu docker-compose ha. Compose file reference. Rồi, đó. Thì cái version hiện tại của nó là 3.8. Tiếp theo, cái service đó, trong lúc compose nó chỉ có hai cái thuộc tính quan trọng nhất thôi, là version để chỉ định cái phiên bản mà nó hỗ trợ, và cái tiếp theo là cái service. Service là nó liệt kê tất cả những cái dữ liệu mà nó cần thiết để mà chạy được những cái container. Thì lúc mà mình up lên thì Docker-compose nó sẽ đọc cái file này và nó biết là cần phải chạy những cái file nào trong cái danh sách services ở đây. Ví dụ như là Redis, mình đang cần chạy Redis đúng không? Thì mình chạy y chang này luôn, là image là Redis. Ví dụ như Borg, mình không cần khai báo Borg luôn, để mặc định luôn chẳng hạn, mình không cần map bin gì hết. Còn giả sử mình muốn map ra ngoài thì sao ha? Mình muốn map ra ngoài thì mình để là 6, 3, 7, 9, cái bên trong, cái bên ngoài nó map vào cái bên trong. Đó. Rồi network là để default luôn chẳng hạn. Rồi volume thì mình map vào trong cái thư mục hiện tại map vào data credit data chứ ha, map vào trong cái container, cái thư mục data. Rồi vậy thôi. Ngoài ra mình muốn chạy nginx chung với cái này chẳng hạn, thì mình có cái image là nginx, mình không có tâm gì bên trong hết, mình chưa có bọt thôi. Ví như bọt của nginx là web server, cho nên nó sẽ là 80 8080, bọt bọt bên ngoài 8080, map vào trong 80. Rồi bọt thứ hai là 4443, mình map vào bọt 443, bọt HTTPS á. Vậy vậy thôi. Giờ sẽ mình có một cái service nhỏ như thế này. Thì giờ mình chạy làm sao? Docker compose, và mình chạy cái file Docker YAML của mình. Nó báo lỗi, nó báo mình sai cú pháp chạy. Minus S đúng rồi mà ta. Docker compose này ha. À, Docker compose up, xin lỗi bạn. Mà muốn chạy là mình phải Docker compose rồi up. Rồi nó báo là cái version thì rồi xin lỗi. Tại vì cái server của mình cài cái phần mềm mình nó bị cũ, cho nên mình phải chỉnh sửa lại phiên bản một chút ở trong cái file của mình. Thì thay vì 3.8 thì mình để là 3.3 thôi. Cái server này nó bị cũ rồi. Rồi, Docker compose up. Thì lúc bây giờ thấy không? Nếu mà mình có được cái file này rồi á, thì mọi chuyện còn lại nó rất là dễ dàng. Mình không cần phải nhớ những cái lệnh để mà mình chạy được cái image chính xác, hay là mình không cần nhớ chính xác cái nơi nào để map cái volume vào trong cái container, không cần nhớ chính xác những cái cấu hình, mình tất cả mình để trong cái Docker compose này, và mình chỉ chạy một lệnh duy nhất thôi, là Docker compose up. Thế là xong. Thì hiện tại nó đang bị do mình thiếu tham số cho nên nó giữ, nó chiếm luôn cái màn hình này. Đó, thì muốn chạy mà không chiếm màn hình á, thì mình gọi cái trừ d là detach, mình ngắt cái kết nối standard output ra. Đó, nó chạy xong rồi nó tự thoát luôn, thấy không? Thì bên dưới nó vẫn chạy nha. Thì mình có thể coi Docker compose logs.
nè, đó ha, mình gọi lock on block là mình thấy được cái lock ở bên dưới. Rồi thì chương trình một tiếng đã qua, mình sẽ không nên nói gì nhiều thêm nữa nha, mình chỉ dạy trả lời câu hỏi thôi, mình quay lại trả lời câu hỏi đi. Hiện tại thì còn nhiều anh em coi cho nên mình trả lời câu hỏi trước rồi đấy, rồi mình sẽ kết thúc chương trình. Hiện tại còn tính tới 50 người coi luôn. Rồi đây là một question and answer, question and answer, hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên, có nên setup database trên Docker không? Gặp phải vấn đề về đồng bộ dữ liệu có, nên setup Docker ở trên database cho nó dễ hơn. Và khi bạn muốn setup mà cái dạng mà đồng bộ dữ liệu như bạn nói á, thì mình sử dụng cái phiên bản database phù hợp, với như là MySQL thì đừng có dùng MySQL bình thường, mà bạn phải phải dùng một cái phiên bản gọi là MySQL Cluster. Cái phiên bản dạng này nó sẽ giúp bạn cài đặt cái master and slave, cái gọi là replica tốt hơn. Nói chung là mình tìm hiểu thêm cái từ khóa về replica nha, nhưng mà nên nên cài bản thân Docker, nó không có giúp bạn làm cái chuyện replica đâu nha, mà bạn phải sử dụng một cái công cụ khác, gọi là cái orchestration giống như Kubernetes á, hoặc là Docker Swarm, để mà quản lý cái việc scale replica lên xuống. Bản thân Docker bạn nói đúng là Docker Swarm đúng rồi đó, chứ còn dùng cái Docker thuần thì không được. Docker Swarm nó có thể quản lý được. Mình cũng không rõ là cái việc đồng bộ dữ liệu này nó bị như thế nào thì mình cũng không rõ, mình không thể tư vấn được. Tiếp theo, anh có thể giới thiệu tài liệu và website để tìm hiểu về Docker được không ạ? Cái nơi tốt nhất để tìm hiểu Docker là YouTube các bạn. Mấy bạn cứ gõ YouTube Studio và coi cái cách người ta làm á, coi rồi học theo cái những cái lệnh người ta làm là tốt nhất. Chứ còn nếu mà bạn muốn biết thêm về Docker thì người này, mình nghĩ là sau slide này, sau buổi này thì bạn không cần đâu. Cứ vào muốn hiểu cái gì thì cứ vào trực tiếp trang docker.com mà đọc tài liệu này nó. Muốn biết cái gì thì tìm cái đó thôi, chứ đừng có đọc hết. Còn muốn coi giới thiệu thì coi trên YouTube. Mình không biết cách nào để làm zero downtime với Docker. Để làm được zero downtime với Docker á, thì bạn phải, thứ nhất là cái app của bạn này phải hỗ trợ chạy đồng thời. Cái app của mình nó có khả năng phục vụ đồng thời, cùng lúc chạy nhiều tiến trình cùng lúc, và nó kết nối vào trong database trước. Thì khi mà cái app của bạn có khả năng chạy đồng thời rồi á, thì bạn có thể scale nó, đặt mỗi cái app của bạn vào trong một cái Docker container, và bạn chạy bao nhiêu container cũng được. Nếu bạn chỉ sử dụng giải pháp container trên một máy á, thì bạn cứ chia nó ra thành nhiều bọt. Mỗi cái, ví dụ như mỗi cái container nó map lên một cái bọt, một cái thực thể của cái app bạn chia vào một bọt, bạn rải số bọt ra, thì bạn cứ đặt đằng trước cái ứng dụng của bạn một cái load balancer hoặc là nginx đi, để làm cái proxy nó đẩy vào những cái bọt khác nhau đó. Còn nếu mà có nhiều máy thì nó cũng dễ hơn chút, là cứ cho container chạy trên nhiều máy rồi cũng có load balancer để mà trỏ vào những cái container đó. Đó là những từ khóa cho bạn thôi, mình không nói chi tiết được. Docker áp dụng CI/CD mà nhiều dự án cùng chạy trên một server thì xử lý thế nào? Ví dụ như nhiều container hay MySQL của các project cùng chạy. Để làm CI/CD thì thật ra bản thân Docker nó không giúp nhiều cho CI/CD đâu. Mà muốn làm CI/CD thì thường người ta sẽ kết hợp với những cái giải pháp khác, là giải pháp về 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 làm CI/CD, ví dụ như là Jenkins hoặc là SQLCI. SQLCI nó ảo hóa sẵn rồi, nó tạo ra cái môi trường để chạy cái Docker của bạn sẵn luôn, thì mỗi lần mỗi cái build của SQLCI nó tạo ra một cái ảo hóa, nó tạo ra một cái container cho bạn chạy ở trong đó luôn. Còn ví dụ như Jenkins đi, Jenkins bạn có thể sử dụng cái cách gọi là container trong container, nghĩa là bạn tạo ra một cái container để làm môi trường chạy một cái container khác. Hãy tìm hiểu cái từ khóa container trong từ container ở Jenkins, cũng như là bản thân Docker nó không có khả năng điều khiển container được nhiều, nó không có tự động, cho nên nên sử dụng Docker Swarm hoặc là Kubernetes hoặc là Rancher để mà điều khiển cái việc là up hoặc down một cái container. Thì nói tóm lại, CI/CD nó không thể một mình một người chạy với Docker được, mà bắt buộc mình phải làm với lại SQLCI hoặc Jenkins. Hai cái thằng đó nó sẽ giúp mình, nó sẽ cung cấp cái môi trường để mà mình chạy cái container của mình. Làm thế nào để hỗ trợ câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để có thể hỗ trợ CI/CD build image nhanh hơn trong Docker không bạn ơi? Với lại image size càng tối ưu càng tốt.
Thì chính xác, cái image size á, mà nếu mà bạn có thể cải thiện được tầm 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 30% trở lên thì là nên làm, còn nếu mà dưới 20% lại thì ví dụ như cái khoảng cách giữa cái việc tối ưu của bạn là 1 GB với lại 900 MB thì nó không nhiều hết, nhưng mà bạn nếu là bạn làm sao mà bạn giảm thiểu nó xuống còn từ 1 GB mà xuống còn 500 MB thì rất là tốt. Tại vì sao, cái image càng nhỏ thì cái thời gian setup cái ứng dụng nó càng nhanh, mình download về nó đỡ thời gian download thôi. À, làm thế nào để hỗ trợ CICD build image nhanh hơn? À, muốn build image nhanh á thì chỉ có một cách duy nhất thôi là giảm thiểu cái số lượng layer ở trong cái bản build của bạn. Thứ hai nữa là bạn nên tận dụng sử dụng cả cái base image. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình nhận thấy cái dự án của mình nó luôn luôn, ví dụ như thay vì mình chạy cái build của mình download những cái node module hay là những cái thư viện về ở trong cái Docker file, thì thay vì như vậy bạn hãy chuẩn bị một cái base image bằng cách là bạn tách cái phần mà bạn hay download thư viện xử lý này nọ đó, node module này nọ ra một cái Docker file riêng, rồi tạo ra một cái image chuẩn. Với cái image chuẩn này của bạn á thì bạn chỉ cái mỗi lần bạn build cái phần mềm của bạn thì bạn chỉ cần lấy cái bản build đó, cái image đó ra bạn ghi đề lên from đó, from my base image chẳng hạn, thì như vậy cái Docker nó build nó không cần phải build lại cái đoạn trước nữa, nó không cần build lại cái những cái thư viện hay là những cái module trước nữa, nó lấy cái đang sẵn có nó chạy luôn cái bản build của bạn, thì nó sẽ giảm thiểu rất rất là nhiều. Thì bạn nên chuẩn bị sẵn một cái base image cho cái dự án của mình, rồi những cái phần sau cứ copy cái dùng Docker file copy từ cái đó ra chơi. Câu hỏi tiếp theo. À, bạn có thể chia sẻ trong môi trường production thì chúng ta nên cấu hình lock của container như thế nào cho tối ưu? Lock của container trên production đó, thực tế là mình thường là mình làm thì cái bản thân cái Docker nó sẽ đẩy những cái container đó, nó thường được đẩy lock qua cái standard output đó. Thì tại sao mà mình có thể gõ cái lệnh xem lock như thế này này, mình quả thêm Docker VS nữa ha, cái mình thấy nó có một cái ứng dụng ngay đây chẳng hạn, cái image ngay đây chẳng hạn đấy, thì mình có thể đọc lock của nó là Docker lock nè đó. Thì theo bạn tại sao mà mình có thể đọc được lock như thế này? Mình đọc được cái lock như này cơ bản là do thằng Docker runtime nó lưu cái lock từ cái standard output của container, lưu xuống một cái file ở trên hệ thống. Bản thân đó là cái hành vi mặc định của Docker luôn, tức là cái container của mình nó nên ghi log ra standard output. Standard output là gì? Là console log á. Trong Node.js mình dùng console chấm log hay là trong Python mình có print á, thì nó sẽ ghi ra cái standard output, rồi sau đó Docker file á, nó sẽ lấy cái standard output đó, nó đẩy vào trong cái file, một cái file dưới hệ thống. Thì để mà đọc được log như thế này và cấu hình log như này thì mình sử dụng ngoài thực tế mình sẽ sử dụng Fluentd hoặc Logstash để mà đọc cái file log đó của container và đẩy vào trong Elasticsearch. Thì đó là một câu chuyện dài kỳ. Mình muốn monitoring thì mình cài đặt thêm một cái server Elastic, cài đặt thêm Fluentd agent ở trên cái máy của mình, cái host của mình. Rồi mình map cái volume của Fluentd hay là Logstash vào trong cái file log của Docker. Thì lúc bây giờ Fluentd hay là Logstash nó sẽ theo dõi cái file log đó và nó xem thì có cái log mới nào không, nếu có mới nó sẽ đẩy vào trong Elasticsearch cho mình. Bản thân Elasticsearch nó có một cái dashboard gọi là Kibana, thì mình có thể sử dụng Kibana để mình đọc dữ liệu log từ Elasticsearch. Rồi đó là cách cấu hình log ngoài production nha, Fluentd đọc log của Docker đẩy vào trong Elasticsearch, sử dụng Kibana để đọc log ở trong Elasticsearch ra. Câu hỏi tiếp theo, Docker dùng cách lập trình gì đằng sau mà có thể chạy được hàng ngàn container trên một máy host? Đó là do nãy bạn chắc là bạn tới sau bạn chưa nghe kỹ về cái khúc mình giới thiệu Docker hoạt động như thế nào. Docker nó lập trình theo kiểu là sử dụng namespace, chroot, cgroup để cô lập cái tiến trình. Nó không có quan tâm cái tiến trình của bạn là gì, miễn bất cứ phần mềm nào chạy trên hệ thống cũng đều là có tiến trình hết, thì nó sẽ cô lập cái tiến trình này vào trong cái namespace mà cái cgroup, cho nên là những cái container nó không có va chạm với nhau, nó không có bị va chạm với nhau. Thì như vậy đã cô lập rồi thì muốn chạy bao nhiêu cũng được, nó không có bị nặng giống như là cái virtual machine. Virtual machine
nó nặng lắm, tại vì nó phải host thêm cái hệ điều hành ảo nữa. Còn Docker thì nó chia sẻ trực tiếp cái lõi của hệ điều hành luôn, nó giao tiếp trực tiếp với hệ điều hành chứ nó không có sử dụng một cái phần mềm ảo hóa hệ điều hành. Đó là nguyên nhân nó có thể giúp chạy được hàng ngàn container. Về việc connect container với nhau, vì các container độc lập thì ảnh hưởng đến performance lớn không anh? À, làm sao để đảm bảo đồng bộ dữ liệu? Cái việc đảm bảo về đồng bộ dữ liệu nó phụ thuộc vào cái cách mà bạn thiết kế cái ứng dụng của mình chứ không phụ thuộc vào Docker. À, thực sự là như vậy. Cái bạn thiết kế cái ứng dụng của mình làm sao để nó connect vào MySQL, làm sao để nó nói chuyện được với nhau, đó là cái chuyện bạn thiết kế cái app của bạn, không liên quan gì tới Docker container nha. Nhưng mà container muốn làm việc với nhau thì nó sẽ nói chuyện thông qua network, cái network ảo của Docker. Docker nó có network ảo. Nếu mà bạn sử dụng thuần giải pháp Docker thì nó rất là kém, tại vì cái network ảo nó hay bị throttle, nó bị nghẽn cổ chai á. Thì để mà tốt hơn thì bạn nên xài các cái giải pháp về mạng ảo rất là nhiều. Mình cái search về virtual network á, dành cho Docker á, rất là nhiều. Cài đặt lên thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ đỡ bị nghẽn cổ chai hơn. Và dĩ nhiên container nó không phải là vô địch. Khi mà mình chạy 1.000 cái container trên 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 một cái laptop thì nó cũng bị chết à, do là nó bị quá tải. Thì làm gì thì làm, thực ra Docker nó không phải là tối ưu, nó không phải là cái duy nhất, mình vẫn phải nghĩ ra cách để tối ưu nó. À, câu hỏi tiếp theo, sử dụng Docker Compose để chạy multi container, em muốn run luôn một số lệnh trong container thì làm như thế nào vậy anh? Rồi mình có thể trả lời câu hỏi này nha. Lúc nãy mình có cái file này đúng không? Lúc nãy mình có cái file Docker Compose này, mình muốn chạy lệnh á thì mình ghi đè lại cái lệnh gốc của cái image. Mình có thể sử dụng cái entry point để mình ghi đè lại cái lệnh của mình. Đó, ví dụ như là giả sử như là mình muốn là chạy lệnh là echo, thay vì cái Redis nó chạy nó có gì đó mình không biết, mình không cần biết, thì mình chạy echo date, mình chạy ra cái ngày hiện tại đấy, vậy thôi. Hoặc là mình cũng có thể, còn nếu mà bạn không muốn ghi đè hẳn cái lệnh Redis mà bạn muốn thêm vài cái tham số gì đó cho Redis đó, thì bạn có thể dùng cái lệnh comment comment, hay là không chắc là cái lệnh này, không nhớ là comment cmd, bạn search tài liệu gốc thử. Nhưng mà đại khái là mình có thể thêm tham số ở đây, giả sử như ví dụ như là mình muốn thêm cái tham số gì đó mình không biết tham số chính xác, ví dụ như standalone nữa chẳng hạn, mình không biết nó có tồn tại hay không. Giả sử mình muốn thêm cái tham số này vào trong Redis thì mình làm như cách này. Còn mình muốn ghi đề là hẳn luôn cái lệnh mà chạy thì mình sử dụng là entry point đấy, rồi mình ghi đề lại là hẳn cái lệnh ở đây luôn nha. Vậy thôi, dễ, không khó đâu. Rồi câu hỏi cuối cùng, anh làm công ty nào vậy? Mình hiện tại đang làm cho một công ty về về gì ta, app mở mở, nhưng mà thật ra nó làm về 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 du học á. Hồi xa du học thì mình không có làm về mảng du học, nhưng mà mình làm về hạ tầng, mình làm về IT, về DevOps, về công nghệ bên dưới. Còn cái business ở trên thì mình không biết. Thì hôm nào mình sẽ có cái livestream riêng dành riêng để nói về DevOps và cái nghề mà mình đang làm. Thoải mái, mấy bạn muốn hỏi, muốn học hỏi kinh nghiệm về DevOps thì cứ hỏi con thoải mái. Chương trình của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cho đến tận bây giờ. Rất cảm ơn, chân thành cảm ơn mọi người. Mọi người có muốn đặt câu hỏi gì thì có thể comment trực tiếp ở đây hoặc ở đây. Nhưng mà trước khi mọi người rời đi, mọi người nhớ like, share, subscribe cái kênh của mình nha. Like cái kênh, cái nút subscribe đó, nó ngay bên dưới đó. Nhớ bấm subscribe đi để mà lần sau đỡ phải miss cái livestream khác. Rồi bấm luôn nút cái chuông để mỗi lần mà mình có livestream mới, nó sẽ gửi email, nó báo cho các bạn là hôm nay có chương trình mới rất là hay. Ngoài ra thì mình cũng rất mong mấy bạn có thể giúp mình share cái link của cái bài này đến cho nhiều anh em khác trong cộng đồng lập trình viên Việt Nam nha. Nếu mà càng nhiều người biết đến thì mình càng cảm thấy được ủng hộ, và mình càng có tinh thần để mà làm những cái livestream tốt.